có nhân nó sáng màu. Thường thì nó sẽ có hạt nhân ở giữa và nó thắt ở ngay vị trí của hạt nhân này, thì đấy chính là tế bào bản liên đúng không ạ? Hình điển hình của nó sẽ là hình đế dày đế dép đấy, hoặc là hình củ lạc như thế này. Tuy nhiên thì là tất cả những cái tế bào và nhân sáng màu này vẫn đều là gì ạ? Những tế bào gì đây cơ mà? Đúng rồi, nó vẫn là tế bào bản liên đúng không ạ? Đấy, ngoài những hình ảnh điển hình nó là đế dày đế dép ra thì những cái tế bào này vẫn là tế bào bản liên, nó có thể thay đổi các hình dạng khác nhau đúng không ạ? Đấy là do quá trình tiêu hóa vi khuẩn lao nó gặp khó khăn nên là các đại thực bào nó bị biến dạng trở thành các đại tế bào mà người ta gọi tên nó là tế bào bản liên đấy. Đấy. Đấy là tiêu chuẩn thứ gì ạ? Ba, tiêu chuẩn thứ tư. Đây là các tế bào gì ạ? Lympho. Lympho đúng không ạ? Đấy, lympho. Lympho nó có thể đứng rải rác như thế này hoặc là nó có thể tập trung lại ở xung quanh của vành đai xơ để tạo thành một cái vành đai lympho. Khi các thầy cô chỉ vào một tế bào và hỏi tế bào gì thì các em sẽ trả lời là gì ạ? Tế bào lympho. Nhưng khi mà các thầy cô khoanh cả vào một đám tế bào lympho đấy thì các em sẽ trả lời là gì ạ? Đúng rồi, vành đai lympho, được chưa? Và gì ạ? Cái tiêu chuẩn cuối cùng mà các bạn cần phải nhận biết đó chính là hình ảnh của gì ạ? Cấu trúc gì đấy ạ? Đúng rồi, vành đai xơ đúng không ạ? Nếu như mà khoanh cả vào vùng này và hỏi các em là cấu trúc gì thì các bạn sẽ trả lời là vành đai xơ, nhưng nếu mà chỉ hỏi tế bào gì thì các bạn sẽ trả lời là các tế bào xơ. Tế bào xơ nó khác với lại tế bào bản liên. Chẳng hạn như ở đây các em có thể nhìn thấy các tế bào bản liên là những tế bào mà có kích thước lớn này, đấy, và nhân của nó hơi sáng màu như thế này. Còn các tế bào xơ thì nó thường thuôn nhọn hai đầu và kích thước của nó hơi nhỏ hơn. Này, các tế bào xơ này, nhìn thấy không ạ? Có thấy không em? Đây. Đây. Thấy chưa? Còn bán liên đây này. Nhìn thấy không ạ? Đúng rồi, nó thường là có kích thước lớn hơn và nhạt màu hơn, nhìn thấy không? Bình thường bán liên là nó thắt ở vị trí giữa, đúng không ạ? Còn cái tế bào gì ạ? Xơ thì nó lại nhọn ở hai đầu. Được không các em? Tế bào gì đây ạ? Lympho. Đúng rồi, lympho bào đúng không ạ? Lympho bào. Tế bào gì đấy? Đúng rồi, chính xác. Hình ảnh này thì các em thấy đây là cấu trúc gì? Khi mà cô khoanh như thế này thì là cấu trúc gì? Đúng rồi, phải là gì ạ? Một nang nao. Nang nao này có đặc điểm gì ạ? Các em có thể trả nang nao hoặc là viêm lao cũng được. Nhưng hình ảnh này nó khác gì so với hình ảnh đầu tiên ạ? Slide đầu tiên ạ? Nó thiếu cái gì ạ? Đúng rồi, các em không nhìn thấy chất hoại tử bã đậu nằm ở trung tâm đúng không? Cái tiêu bản này khi mà các bạn muốn tìm tế bào khổng lồ Langerhans ấy, thì lại rất là dễ dàng. Mặc dù nó không có chất hoại tử bã đậu nhưng mà các em nhìn thấy tế bào khổng lồ Langerhans rất là rõ đúng không ạ? Đấy, đây gọi là một cái nang nao không điển hình. Nang nao không điển hình là nó có thể thiếu đi tất cả các thành phần trừ tế bào bản liên, nó lúc nào cũng phải có. Tóm lại, ở trên cái tiêu bản viêm lao này, các em cần phải tìm những hình ảnh nào để làm tiêu chuẩn cho chẩn đoán. Thứ nhất là chất hoại tử. Cấu trúc hoặc tổn thương gì thì là sẽ là chất hoại tử bã đậu, nhớ tên của nó nha. Không phải là trung tâm bã đậu hay là trung tâm bã hoại tử hay là gì ạ, hoại tử không thôi hoặc là bã đậu không thôi. Nhớ chưa? Chất hoại tử bã đậu. Tiếp theo ạ. Tế bào khổng lồ. Tiêu chuẩn thứ hai đó là tế bào khổng lồ Langerhans. Nhớ hình ảnh của nó để còn phân biệt với lại tế bào Resterberg ở tiêu bản Hawking của các em, nhớ chưa ạ? Các em nhìn tỷ lệ các nhân của nó sẽ tương đối đồng đều nhau và tỷ lệ nhân tức là số lượng cái diện tích của nhân này so với diện tích của bào tương này thì nó nhỏ thôi, được chưa ạ? Thì nó vẫn là tế bào lành tính. Bản chất của nó là đại thực bào, trong quá trình tiêu hóa hủy vi khuẩn lao gặp khó khăn nên nó có sự sáp nhập của nhiều tế bào vào với nhau nên nó vẫn là tế bào lành, trong khi Resterberg là tế bào ác tính nên là hình thái kích thước của nó cũng sẽ thể hiện của một sự ác tính. Tiếp theo nữa là gì ạ? Tiêu chuẩn thứ ba đó là tế bào bản liên. Tiêu chuẩn thứ tư là lympho bào và tiêu chuẩn thứ năm là tế bào xơ, đúng không ạ? Đấy, tế bào gì đấy ạ? Bản liên đúng không ạ? Đây ạ, lympho đúng không ạ? Lympho. Các em thấy là lympho kích thước của nó sẽ là nhỏ nhất đúng không ạ? Đấy, kích thước nhỏ nhất và thường nó sẽ có hình tròn, hình bầu dục, được chưa ạ? Đấy, bản liên thì nhân nó sẽ sáng màu hơn.
đấy là gì ạ? Đấy là cái tiêu bản thứ nhất của các em sẽ khi mà soi tiêu bản, các em sẽ tìm tất cả những tiêu chuẩn chuẩn đoán như vậy. Nếu như các em không tìm được thì các em sẽ phải hỏi các thầy cô hướng dẫn để chỉ cho các em, được chưa ạ? Ít nhất là mình phải nhìn nó một lần ở trên mặt kính 10 và kính 40. Và khi mà các thầy cô đưa một cái vi trường như thế này, các thầy cô chỉ vào một loại tế bào thôi, nhưng các em phải nhìn bao quát cả vi trường xem nó là thuộc tiêu bản nào đã, rồi hẵng nhận định đấy là tế bào gì, nhớ chưa? Cái này cô nhắc đi nhắc lại rồi đây, thế nhưng mà vẫn cứ nhầm. Các em chỉ chăm chăm vào một tế bào thôi, các bạn rất dễ nhầm. Tế bào gì đấy ạ? Khổng lồ. Đúng rồi, tế bào khổng lồ Langerhans, đúng không ạ? Đấy, tế bào khổng lồ Langerhans. Tiêu bản thứ hai của các bạn đó là tiêu bản ung thư biểu mô di căn hạch.